Ôi, mà sao đến xưa sao bạn bị buồn thế? Mà bạn làm sao thế kia? Hả? Ơ chị làm gì em mà em dỗi thế kia? Em ngồi buồn thế kia? Thế sao em con không cho em ăn bim bim mấy? Vì sao? Bim bim của con nhiều thế kia mà con không cho á? Con cho em ăn mấy rồi thì là tẹo ba ba sẽ cho con một bim bim to, thật là to, con có thích không? Thế con cho em ăn mấy? Ăn xong hết gói bim bim này thì ba ba sẽ cho gói bim bim thật to nhá. Ngon không nào? Bim bim lấy vị gì đấy? Ăn ngon không? Vị tôm á? Ăn nó cay hay là không cay? Không cay. Không cay à? Thế bạn Sanusi đã vui chưa? Được chị cho ăn bim bim đã vui chưa? Cho em ăn thêm nữa đi. Ngon thế mà không cho ăn đấy nhỉ? Em vẫn còn buồn kìa. Em vẫn buồn quá nhỉ? Sắp hết chưa? Bà có gói bim bim to lắm nhá. Ăn hết gói đấy thì bà sẽ cho gói bim bim thật là to. Đấy. Thích không? Ăn nhiều và con ăn đi không sợ đâu. Ăn nhiều. Đấy chưa? Rồi, ngon thế, nghe giòn thế. Cho ba xin cái nào. Ngon không? Rồi, ngon quá. Ba xin cân nữa nào. Hết thì ba lại cho. Ngon. Ngon thế. Bim bim ở đâu ấy? Bim bim ở đâu mà ngon thế nhỉ? Có đâu cho ba mấy? Cho em ấy. Vừa ba ba dỗ như thế để cho con cho em thôi. Chứ còn ba ba làm gì có gói bim bim nào to như thế. Thì á. Thế bạn Sanusi có muốn gói bim bim to đùng không? Thế hai chị em ăn hết bim bim rồi thì bây giờ có muốn một gói bim bim thật là to nữa không? Có. Có à? Thế bây giờ nhá. Bọn con nhắm mắt lại và giơ tay lên thì ba sẽ biến cho bọn con một gói bim bim cực là to nhá. Nào, được chưa? Nào bây giờ các con hãy mở mắt ra xem đi. Quá to quá. Ôi, bim bim to chưa? Wow. Đây là một gói bim bim cực kỳ to nhá. Ở trong đây có rất là nhiều bim bim đấy. Và chúng ta hãy mở ra xem nào nhá. Thì chị Brucey sẽ cắt con bim bim này ra nhá. Hoa chưa? Các em đã bao giờ nhìn thấy con bim bim to như thế này chưa? Để ba giới thiệu cho các em biết nhá. Đây là một gói bim bim tomato soup đấy. Ôi, các em nhìn đây này. Đây là bim bim của Thái Lan đấy các em. Nhưng mà không cay đâu. Rồi, chị bóc xong chưa? Bóc ra đi. Để ba bỏ cái đồ chơi này ra nhá. Ui. Bóc ra, đổ hết ra nào. Ui rồi nhiều thế. Ui. Ui. Nhiều bim bim quá nhỉ. Wow. Ui, đây là bim bim gì đây? Wow, bim bim màu đỏ này. Đó, kia còn đây còn là bim bim màu xanh đây này các em. Wow. Còn bim bim này là màu vàng này, màu cam đấy các em. Màu cam đấy. Còn đây là bim bim gì? Đây là bim bim ngô đấy các em. Ô đây cũng là bim bim ngô nữa này. Rồi bây giờ sẽ bóc ra mỗi thứ ăn thử một tí xem thế nào nhá. Rồi cho con kéo, đây kéo đây. Rồi các em ơi, các em hãy xem bạn Sanusi ăn cái bim bim đấy và cảm nhận xem vị gì nhá. Con ăn yêu cho ba xem nào, màu vị vị gì nào. Đây là cái bim bim ngô đấy, bé xíu. Hơi cay cay nhưng mà cũng béo. Bây giờ bạn Sanusi đang bóc một gói bim bim ra đấy. Đây là một gói bim bim tương đối đặc biệt đấy. Các em cùng xem bên trong nó có những gì nhá. Nào cho chị bóc ra cho em cái. Nào bóc ra. Đây này, cái này cắt. Không cắn thế. Được rồi. Nào bóc ra đi, con bóc ra đi.
Bim bim đâu? Ôi dồi ôi, lắm thế. Nào, vạch ra. Mở ra nào, mở ra đây. Nào, mở ra đây. Cho bim bim ra đây. Wow, nhiều chỗ. Ôi! Wow, wow. Bên trong có cái gì đây? Ôi, đây gói bim bim đặc biệt quá, lại còn có nước. Gói nước chấm đây này. Đây là cái gì? Wow, đây là gói súp đấy. Bây giờ chúng ta thử bỏ cái này ra để ăn thử xem thế nào nhé. Nào, lấy cái đĩa để ba ba bỏ vào nào. Được rồi, đây. Bim bim lại có nước sốt nữa, ngon quá. Đây là lần đầu tiên ba ba ăn bim bim mà có nước sốt đấy các em. Vị chua à? Để ba ba cũng cả vị chua đấy. Giòn lắm. Để á. Bây giờ ba ba sẽ bóc thử tiếp một gói bim bim màu vàng này xem có gì khác không nhé. À đây là một gói bim bim màu cam. Cho chị bóc. Và đây một gói nữa. Đây là những gói bim bim rất là đặc biệt đấy các em. Và bóc ra đi để mỗi người một bát nước chua để ăn. Và giờ chấm với chị bim ăn nhé. Thôi cả bác sẽ bóc một gói bim bim đấy thôi. Để cho chị bóc. Bóc gói bim bim ra còn gói bim bim về để tặng các em. Ba ba đi lấy thêm đĩa về cho con đựng nhá. Chắc chắn là về sẽ có súp cà chua nữa đấy. Nước cho chị bóc, để chị bóc. Bóc lên để cho có xem có nước súp cà chua để cho vào đây nhá. Con cầm nước súp cà chua lên lên chấm ăn đi, qua đi. Không, đưa lên ba ba cái đấy. Mà có nước sốt, nước sốt để chấm ăn như này chưa? Ngon lắm đấy. Quá ngon. Chuẩn bị rồi nhá. Chua chua. Béo. Hơi cay cay. Hả? Ở giọt tan nhá. Đấy, ngon chưa? Đưa đây, bố bóc cho. Bóc nước. Đưa kéo để rồi các em hãy cùng với cả ba ba khám phá xem thế gói này nó như thế nào nhé. Thế để bố có đây nào, bố có đây. Rồi để cho em đổ.
bim bim này vàng hơn, màu vàng hơn. Ôi, bố, wow. Bim bim cay. Ôi, bim bim lại cay rồi các em. Phải không? Cay à? Nhớ có ăn được không? Ăn ngon, ngon, ngon. Ngon à? Rồi, trong cái bim bim này cũng có hai gói nước sốt đấy. Đây là một gói sốt cà chua đây này các em. Các em biết đây là gói nước sốt cà chua không? Bây giờ ba ba sẽ bóc gói sốt cà chua này để cho chị Bồ Lucy ăn nhé. Chị Bồ Lucy có tấm này không? Ôi, nhiều bim bim chưa? Các em ơi, gói bim bim màu vàng thì nó sẽ có cái bim bim là sữa vàng hơn đấy. Ừ, còn cái gói bim bim màu đỏ như kia thì nó sẽ là cái bim bim trắng trắng này nè các em. Rồi, bây giờ ba ba sẽ có một gói. Đấy này, ba ba đã lấy một gói sốt màu trắng này của ba ba ăn đấy. Xong chưa? Đây có bim bim này thì để dành cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ ăn hết chỗ bim bim này thôi chứ không thể ăn hết được đâu. Em lấy nước sốt cà chua nào. Bim bim ngon thế này mà không cho em ăn nhỉ? Các em ơi, các em hãy xem bạn sao được gì ăn bim bim nhá. Mà bạn sẽ quay gần cho em, các em sẽ xem cho bạn ăn cảm giác ngon. Các em hãy xem bạn sao được gì? Vừa ngọt vừa cay nhá. Các em hãy xem bạn sao được gì ăn bim bim như thế nào nhá. Rồi chấm vào nước sốt cà chua này ăn này. Ôi, giòn tan. Giòn tan nhá. Còn đây xem chị Bồ Lucy ăn bim bim nhá. Chị Bồ Lucy thì ăn bim bim ngô này, chấm vào nước sốt cà chua cũng ăn. Nhưng mỗi tội không giòn cho lắm. Chị Bồ Lucy thì thích ăn bim bim ngô. Còn em Sanency ấy thì em thì ăn khôn mồm hơn. Em ấy thích ăn bim bim của nước ngoài cơ. Đây là bim bim Thái Lan đấy các em. Bim bim này có nước sốt cà chua nhá, ăn thì giòn tan, ngon cực kỳ luôn. Các em cũng nên bảo bố mẹ mua cho những con bim bim như thế này ăn để thưởng thức xem hương vị của nó như thế nào. Chứ bình thường mình chỉ ăn những loại bim bim như Osta này, rồi bim bim Swin này, những cái bim bim đấy thì thường quá. Hơi cay á. Con ăn cái bim bim màu vàng vàng này này thì nó đỡ cay hơn này đấy. Bim bim màu vàng chấm vào đây này. Ôi, nhìn ba ba ăn nhé. Wow, giòn thế nhỉ. Cái này ba ba có thể ăn hết ba con bim bim như đấy. Nhà ba ba rất là nhiều bim bim nhé các em. Bạn Sanency đã ăn gần hết đống bim bim rồi đấy. Đấy, các em thấy bạn Sanency ăn ngon chưa? Cũng gần hết luôn bát nước sốt luôn nhá. Rồi còn một lúc nữa là hết rồi đấy. Các em có muốn ăn bim bim không? Wow. Đấy, chị lại cho em bát nước sốt đấy đấy. Đây có bim bim này thì ba sẽ cho các bạn ở ngoài xóm ăn cùng để thưởng thức hương vị nhá. Ở đây thì ba luôn chia sẻ với các em nhỏ khác đấy. Nhà ba thì nhiều đồ ăn lắm, bim bim rồi thì là đồ chơi rất là nhiều hơn, giòn tan á. Bạn Bonosi và bạn Sanency mãi miết ăn bim bim quá.
Đúng là những con bim bim rất là đặc biệt đấy các em. Trong một gói bim bim khổng lồ thì có rất là nhiều các loại bim bim nhỏ, và mỗi một gói bim bim nhỏ thì lại có các mùi vị và màu sắc khác nhau đấy các em. Các em hãy thử mua, các em hãy mua và thưởng thức những gói bim bim nhé. Đấy, các em hãy mua những gói bim bim như vậy để ăn và thưởng thức xem mùi vị thế nào nhé. Ở bây giờ thì cũng đã hết bim bim rồi, đúng không nào? Và sẽ hẹn các em vào một bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một những video sau nhé. Rồi bây giờ bye bye.